con ở đâu? Ở nhà con quận 8 à. Gì mà con hoài vậy, để tôi coi coi. Trời ơi, bự như con voi vậy mà cứ kêu người con mà nãy tôi tưởng mệnh chắc cái em bé nó nhỏ lắm. Đâu bự lắm chị. Đâu bự lắm đâu hả? Dạ. Kêu cô xin con luôn đi. Thôi con quý chú, con muốn gọi chú. Vậy là không có quý cô nên gọi cô bằng chị hả? Không, tại vì cô quý kiểu khác, ở quên chị quý kiểu khác. Đứng lên coi coi. Ồ ơi, ăn cái gì mà to vậy, cao bao nhiêu? Dạ cỡ như 1m8 á. Nặng nhiêu? Cũng cỡ 80 á. Rung lắm hả? Không, tại thấy chị nhìn em hoài, em không biết nói gì với chị nữa. Nói đi, em muốn nói gì em nói đi, giờ chị em nghe em nói nè. Không, tại chị đẹp quá. Thấy không? Dạ. Đừng có nịnh. Khen chị mà chị cứ nịnh em buồn. Buồn không? Buồn. Buồn sao? Buồn thì thôi chứ sao. Chứ không lẽ giờ em làm gì chị? Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Gọi là bạn đó có khả năng độc lập và tự chủ. Gọi là, mình... là sao? Dạ, gọi là chín chắn, cứng rắn, rồi gọi là... Hỏi nó rối rồi đó. Thì em quên. Hít thở. Bây giờ có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì nói nghe. Nói hơi sao hỏi xíu là hồi em đi học em đủ kiểm tra, em nhìn bài người ta mà cái bạn đó bạn cách em trên 4 giải bàn em vẫn nhìn được, em vẫn điểm cao mặc dù em không có học bài á. Đó là ưu điểm đó hả? Dạ, em tự hào con mắt em. Còn tự hào gì nữa không? Dạ không. Rồi. Cái đó thôi. Rồi, khuyết điểm. Khuyết điểm là không ưu điểm nữa nha. Không thuốc, không uống bia, không cờ bạc. Tốt, thích trai hay gái? Hỏi bình thường mà. Nếu mà em thích trai thì em đâu lên này. Phải không? Dạ. Chắc ha. Dạ chắc. Tính nói gì em quên. Nhìn nó hoài nó nói. Hỏi nào nó nói luôn á. Khuyết điểm hay quên? Đúng rồi, dạ. Sợ ma, sợ gắn, sợ mấy loài mà bò sát á. Nhìn nó em sợ lắm. Hồi đó trước nhà em có con gắn chứ. Em không dám ra ngoài đường, em không dám đi học, bỏ bữa học luôn. Cấp cua luôn. Tướng về mà sợ con rắn. Chị cũng con rắn hả? À, hèn chi. Hèn chi nãy giờ khớp quá phải không? Ôi nhìn cảm giác như sắp xỉu tới nơi vậy á. Nhớ mặt con rắn em sợ. Trời. Mày mốt vợ em mới chụp hình con rắn để ngay đây nè. Nhìn ra đường nó bỏ chạy đúng không? Trời ơi là trời.